Vaccine ngừa sốt xuất huyết Qdenga do Takeda Nhật Bản sản xuất đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Đây là vaccine sốt xuất huyết đầu tiên được lưu hành tại Việt Nam. Vaccine Qdenga được đánh giá là vũ khí giúp tăng hiệu quả phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết và dự kiến sẽ có mặt tại một số trung tâm tiêm chủng trong nước bắt đầu từ tháng 9 năm nay. Đến nay, vaccine do Takeda sản xuất đã được phê duyệt ở hơn 30 quốc gia, bao gồm Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Brazil, Argentina, Indonesia, Thái Lan và Malaysia. Vaccine cũng đã được phê duyệt và sử dụng cho chương trình tiêm chủng quốc gia tại Brazil và Argentina. Lịch tiêm gồm 2 liều cách nhau 3 tháng. Hiệu lực lâm sàng của Qdenga được đánh giá qua nghiên cứu thử nghiệm tại nhiều quốc gia là trên 80% và thời gian bảo vệ lên tới 4 năm rưỡi sau liều thứ 2. Tuy nhiên, liều nhắc lại để tăng cường miễn dịch chưa được khuyến cáo. Sau khi tiêm, một số người có thể gặp phải các tác dụng phụ nhẹ như đau, sưng tại chỗ tiêm và sốt nhẹ.